Đây là chiếc đồng hồ bình thường khi ăn một búa của thỏ. Và đã vỡ màn hình. Còn đây là đồng hồ của mình. Hoàn toàn không có một vết xước. Đây chính là chiếc đồng hồ chiến thuật thông minh Garmin Tactic Delta Solar. Các bạn nhìn ăn tầm 1.000 mắt phở là có thể mua được rồi. Đồng hồ này mặt kính sapphire với độ cứng gần ngang ngửa với kim cương. Khung viền đồng hồ làm bằng carbon, đập vỡ cả gạch mà đồng hồ không xúc mẻ cái gì cả. Pin cực kỳ trâu, tối đa lên đến 120 ngày ở chế độ tiết kiệm. Không có điện hoàn toàn có thể sạc bằng năng lượng mặt trời. Có rất nhiều chế độ chiến thuật quân đội như chế độ tàng hình, truy vết, định vị, nhận thông báo cuộc gọi như bình thường. Và gần như tất cả các bài tập thể dục thể thao mà các bạn nghĩ ra thì đều được tích hợp trên chiếc đồng hồ này. Nhược điểm của đồng hồ là hơi to, dày và khá nặng, không có cảm ứng, độ sáng cũng không cao. Nhìn chung là các anh lính hoặc là anh nào 6 múi đeo đồng hồ này là cực kỳ đẹp. Mình thì không có 6 múi, nhưng mà mỗi tội mình giàu.